Như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình Alo Đường Dây Nóng gần đây, việc cấp đất sai thẩm quyền đã trở thành chuyện không hiếm ở nhiều địa phương trên cả nước. Vấn đề đặt ra là khi nhà nước tiến hành thu hồi số đất này, thì cơ quan nào sẽ được ra quyết định này? Trình tự, thủ tục ra sao? Cũng như việc đền bù với công trình trên đất như thế nào? Đây là giấy giao đất của Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lưu, huyện Thanh Hà, cho 18 hộ đấu thầu khu đất gần chợ Thạch Lưu làm ký ốt từ năm 1994, với thời hạn là 20 năm. Trong văn bản này, người dân sau khi đóng đủ lệ phí và thủ tục thì được phép xây nhà bằng gạch ngói, chứ không quy định rõ số tầng. Đến năm 1996-1997, xã lại vận động các hộ mua thêm đất để tôn tạo chợ. Giấy tờ các gia đình còn giữ, và xã cũng đã cho xây tường bao ngăn cách giữa chợ với xóm dân cư. Ấy vậy mà Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lưu lại ra văn bản yêu cầu người dân di rời mà không nhắc gì đến việc đền bù. Sử dụng đó 20 mét vuông 6 năm trước năm 94, 96, 97 á, họ đã bán thêm đất cho cả hộ chúng tôi và họ đã ngăn cách tường chờ giữa chờ với khu dân cư. Rồi là họ nói là hứa sẽ làm bia cho mình. Sau đó là bia 6 tháng 2 2017 là họ nói là giải tỏa. Họ đã bắt loa lên là kêu gọi các hộ dân là giải tỏa mặt bằng để lấy lại khu vực chợ. Họ không có tiền đền bù, không có tiền hỗ trợ gì ạ. Chúng tôi hoàn toàn là bức xúc với những cái công việc của làm của xã đó. Trước khúc mắc của người dân, nhóm phóng viên Alo Đường Dây Nóng đã đến tận Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà để tìm hiểu. Đại diện huyện xác nhận các quyết định nói trên của Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lưu là hoàn toàn trái luật. Liên quan đến việc Ủy ban xã Thạch Lưu cho 18 hộ dân thuê đất tại khu vực chợ năm 1994, quy định pháp luật hiện nay và đối chiếu quy định có thể khẳng định việc cho thuê của Ủy ban xã Thạch Lưu trái thẩm quyền quy định. Ủy ban huyện Thạch Hà sẽ giao cho các cơ quan chức năng, các phòng chuyên môn cùng phối hợp Ủy ban xã Thạch Lưu ra soát cụ thể từng trường hợp để đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất trên cơ sở quy định pháp luật. Còn theo luật sư Trần Thu Nam, không chỉ quyết định đấu thầu là trái luật, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lưu tự ý thu hồi đất cũng là không đúng với thẩm quyền. Bởi theo luật đất đai 2013, tài sản trên đất với các quyết định trên đều được xem là tài sản hợp pháp. Và vì hợp pháp, trong trường hợp cơ quan chức năng ban hành quyết định thu hồi, phải xem xét việc đền bù thỏa đáng cho dân. Đây là một cái quyết định của xã mà một cái quyết định trái luật. Thế thì khi đã có một cái quyết định trái luật về cái vấn đề giao đất cho dân thì xã không có quyền tự ý để mà thu hồi lại cái đất đó. Ủy ban Nhân dân huyện có thẩm quyền trong vấn đề thu hồi lại cái đất này. Và khi thu hồi thì phải theo một cái quy trình của luật đất đai năm 2013 là phải có sự kiểm đếm, phải có sự kiểm kê xem tài sản của đất của dân là cái gì. Thứ hai là phải có đền bù những cái vấn đề về cái công sức tôn tạo lên cái thửa đất đó và đền bù những cái tài sản hợp pháp của người dân đã được xây dựng hợp pháp trên cái đất đấy. Liên quan tới số đất Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lưu bán thêm cho người dân để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng tại chợ năm 1996-1997. Các hộ gia đình đã phải trả tiền mua thêm và xây dựng nhà cửa, thành lập xóm mới, đăng ký hộ khẩu tại xóm. Thế nhưng hiện nay chỉ 2 hộ được cấp sổ đỏ, số còn lại bị xã từ chối việc nhận đất và coi đây là đất lấn chiếm. Luật sư cho rằng cần xem xét kiến nghị của người dân bởi họ đã xây nhà ở ổn định mà cơ quan xã không có biên bản xử phạt hành chính.